giới thiệu cho anh em những cái mẫu thùng của FZ150i đây là thùng B27N E22N thùng hông nha đây là E23N màu trắng thùng trên là B42N đây là cặp thùng hông dành riêng cho FZS à, quên FZ150i chứ rồi tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt 3 ga của FZ150 cũng đồng thời là cái bộ khung hông luôn lắp như zin thực ra nó như zin như các bạn phải khoán lỗ nha đây các bạn xem kỹ nhá tháo toàn bộ cái đuôi ra tháo ra hết đi rồi sau đó nhìn cái cái đường đi của cái uh, cái bát này nhá rồi vẽ vẽ một đường rồi lấy khoan khoan thôi đây sau khi mình đã khoan xong rồi á, thì mình sẽ lắp vào à có một lưu ý này là khi lắp xong là nhớ để mấy cái cục cảm biến này cho đúng nhá nếu như để bị nghiêng á, thì các bạn sẽ không để máy được rồi các bạn nhớ quay hai chữ A này vào với nhau nha đúng như hình nhá quay hai chữ A và lắp đúng như hình thì mới vừa các bạn nhớ lưu ý cho mình vấn đề này rồi tiếp theo là các bạn sẽ phải mở các gian áo ra lắp lại các cái bát uh, đây có cái bát đây các bạn nhớ để con chim vào rồi lắp vào như hình đây là cái bát của thùng hông nếu như bạn nào không lắp thùng hông thì bỏ qua cái vấn đề này cho mình nhá bên mình đang lắp thùng hông luôn nên là hướng dần luôn rồi một vấn đề nữa đây là cách của mình lắp này đây là cách của mình lắp nhá đây là cái khung hông này mình lắp là mình lắp ở ngoài còn cái hướng dần của Zizia lắp vào trong mình không hiểu tại sao họ lại bảo lắp vào trong nhưng mà các bạn nào muốn theo bên sụp thì lắp ở bên ngoài con muốn lắp theo gì vì lắp ở bên trong mình không hề biết cái này là thế nào hết á nhưng mà theo mình á là lắp ở bên ngoài tại vì nó sẽ thấy chắc chắn hơn đấy ừ, bạn nào muốn theo ai thì theo nhé <laughs> cái này là bên mình tự lắp chứ cái hướng dẫn á là lắp ở bên trong rồi bỏ qua vấn đề này còn lại các vị trí khác thì lắp như zin luôn đây là cái bát hồi nãy mình vừa lắp xuống này thì các bạn chỉ cần lấy một con ốc rồi lắp vào như zin thôi bên này thì cũng tương tự lắp vào cái tay mà mình vừa bắt ở bên trên xuống á rồi cái con ốc này thì, thì lúc này lắp ba gà thì, thì sẽ rồi, ốc ngắn khi rồi. mà thấy thì cái ba gà không hông vào á, thì mình sẽ thấy bằng con ốc dài thêm một con lông đen vào bên này thì nhớ là phải khoan một lỗ nhá bên này là bên mình sẽ phải khoan một lỗ này tại vì bên này không có ốc thì có một con chim con chim này là chim ở bên trong chim ở bên trong ba ga nhá bên trái lại các bạn phải khoan một lỗ nói lắp như zin nhưng mà không biết dính kiểu gì mà do xe không có lỗ nên mình sẽ lắp thôi rồi sau khi lắp xong hoàn thành lắp cái đế vào thì sẽ khui một cái thùng thùng này là thùng E22N à, bên mình sẽ mời cho các bạn xem luôn có rất là nhiều loại thùng không đây là bộ thùng rẻ nhất của gì này ưa chuồng nhất dùng nhiều nhất luôn E22N một cặp này lắp xong thì hơn 2 triệu cộng với khung ba ga là hơn 3 triệu hơn 4 triệu ấy rồi còn đây là cặp thùng có đen thùng này là E22NS Chữ S là có nghĩa là có đen đấy Có đen xin nhan nha Đây là cái thùng E43N thùng tốt E43N 43 lít Đây là thùng B27N dành cho các anh chị nào thích thùng nhỏ Thôi anh chị nào có thắc mắc gì thì cứ comment ở bên dưới nhá Lưu ý cho mình là cái chỗ chữ A này này Chữ A này khỏe lộ cho đúng thôi Là được Rồi phải khoan lỗ thêm ở gạc chân này nó nữa nhá